Sài Gòn ngày 2 tháng 6, buổi sáng này, lúc này là 8:30 à. Trên đường Võ Thị Sáu xe cũng thưa thớt, số người vẫn còn đi làm, số công ty vẫn còn hoạt động, nên là số người vẫn đi làm vẫn còn kẹo quẹo đường Phan Liêu, đường nhỏ. Có nghĩa là 2 tháng 6 là 3, 4, 1, 2, 3, 4 ngày sau cái ngày giãn cách. Giãn cách là đêm 30. 1, 2, 3, 2 ở 3 ngày à. Hay quẹo giao lộ Điện Biên Phủ, đường phố nhân dịch cũng tấp nập buổi sáng, nhưng mà nó thưa thớt hơn ngày bình thường. Rồi bây giờ tiếp tục ở trên đường Mạc Đình Chi. Đây là Nguyễn Văn Thủ. Sáng thì cũng còn một lượng người đi làm. Phúc Long gác kiếm dẹp bàn bán hàng đi về hết. Cuối đường Mạc Chi ra đại lộ thì nói cái tên đường thì không nhớ tên đường. Lê Duẩn à, quẹo Lê Duẩn. Lê Duẩn là tương đối là vắng luôn, thưa thớt à. Tại vì thành phố thì có một số quận thì gọi chấp, với lại quận 12 là phải theo chỉ thị 16 là cách ly dùng, cách ly nhà, cách ly xã, cách ly phường. Còn những quận còn lại là vẫn còn di chuyển được. Nhưng mà thực hiện 5K. Ai quẹo đường Nguyễn Du. Chắc là hai bịch chân. Đường thông thoáng. Ngày nào mà đường nó cũng vậy là chạy thông thoáng thoải mái luôn. Ra
Công trường Mê Linh. Đó, quẹo một vòng. Không tháng đâu. Tòa nhà Mê Linh coi. Khách sạn Renaissance. Vô Ngô Đức Kế à, phía trước là 68 tầng, đường thông thoáng luôn hai bên, đằng trước ồ thoải mái làm sao. Rồi bây giờ đi ngược lại vùng Bình, công trường Mê Linh phía sông Bình Đăng, đi về Tôn Đức Thắng, đi về đường Đức Tiến Quang. Wow, nguồn bình vẫn thoải mái. Phía bên kia là Waterboard, ga tàu thủy Bình Đăng. Tư Nguyễn Đình Chiểu. Wow, thịt nướng thơm.
Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm, đường nào vẫn đông đúc. Lúc này là ôi đồng hồ này chết rồi, đồng hồ này hư rồi. Rồi lên cầu Điện Phủ thôi. Đây bên kia là quận 2, Thị Nghè. Thác nước vẫn còn. Thác nước huyền thoại. We'll be right back.
thấp vậy trời đất cao. Kết thúc cuộc hành trình sáng ngày 2 tháng 6 Sài Gòn ngày 2 tháng 6